Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về HA Pro XE, cài đặt và sử dụng nó, đặc biệt là sử dụng nó trong Docker. Nó được sử dụng để làm cái server cân bằng tải, chuyển hướng các yêu cầu. Cách thức hoạt động của Pro XE đó là những yêu cầu từ client tới server của chúng ta. Nó sẽ đi qua HA Pro XE server. HA Pro XE sẽ phân tích những yêu cầu gửi đến đó và chuyển hướng những cái yêu cầu đó đến những cái server thích hợp. Việc cài đặt HA Pro XE server khá đơn giản. Khi sử dụng HA Pro XE server thì quan trọng nhất là viết cái file cấu hình cho nó sao cho chính xác để đảm bảo nó hoạt động đúng cái yêu cầu chúng ta đề ra. Trong Docker thì HA Pro XE server được cung cấp bản chính chủ với image có tên là HA Pro XE. Chúng ta tải về image HA Pro XE. Docker pool HA Pro XE. Chúng ta đã có image HA Pro XE. Khi sử dụng HA Pro XE thì file cấu hình của nó là HA Pro XE CFG config. Nó nằm ở cái đường dẫn là etc HA Pro XE HA Pro XE config. Chúng ta sẽ biên tập cái file cấu hình này trước ở trên máy host, sau đó là chúng ta sẽ ánh xạ nó vào trong container HA Pro XE. Chúng ta tạo trên máy host file cấu hình này HA Pro XE config cfg và vào soạn thảo đó. Nội dung soạn thảo là chúng ta viết các cấu hình cho HA Pro XE nó đáp ứng được cái yêu cầu đề ra. Ở trong ví dụ này thì chúng ta sẽ thiết lập HA Pro XE hoạt động với cái mô hình như sau. Những cái yêu cầu gửi đến server thông qua cổng 80 và cổng 433 sẽ đi qua HA Pro XE. Cụ thể là nó sẽ đi qua hai cái khối gọi là khối frontend. Ở đây chúng ta định nghĩa hai cái khối HTTP in để xử lý cổng 80 và khối frontend HTTPS in để xử lý cổng 443. Hai cái khối đó sẽ quyết định những cái yêu cầu gửi đến sẽ chuyển hướng tới một cái khối backend nào đó. Thì những cái khối backend ở trong HA Pro XE là nó định nghĩa những cái server mà nó xử lý cái yêu cầu gửi đến. Ở trong trường hợp này là những cái yêu cầu truy vấn đến cổng 80 thì nó sẽ được xử lý bởi khối frontend có tên là HTTP in. HTTP in sẽ phân tích yêu cầu đó, nếu yêu cầu đó được truy vấn tới từ cái tên miền là testprox1.com thì nó sẽ chuyển hướng những cái yêu cầu đó vào cái khối backend là để cái server có địa chỉ IP là yahoo.com xử lý. Nếu yêu cầu gửi đến cổng 80 thông qua cái tên miền testhaproxe2.com thì những cái yêu cầu đó backend 80 test 80 thì trong cái khối backend này nó có 3 cái server để xử lý cái yêu cầu đó. Tương tự như thế là nếu yêu cầu mà truy vấn tới cổng 443 tức là giao thức HTTPS thì cái khối frontend chúng ta đặt tên là HTTPS in sẽ xử lý. Nếu cái truy vấn đó đến từ cái domain test HA Pro XE 1 và test HA Pro XE 2 thì nó sẽ chuyển hướng yêu cầu đó đến cái khối backend là BKE443. Thì trong cái backend này chỉ có một cái server có địa chỉ IP là Wikipedia xử lý. Thì đấy là cái yêu cầu của chúng ta. Đầu tiên là chúng ta sẽ viết trong config cái khối backend có tên là BKE80 test 2. Ở đây tôi đã viết sẵn nội dung của khối này, chỉ cần giải thích thêm như này. Khối backend là được dùng để cho khối frontend chuyển hướng các yêu cầu tới. Thì để định nghĩa ra một khối backend trong file config thì chúng ta bắt đầu bằng cái từ khóa là backend. Sau đó là chúng ta đặt tên cho cái khối backend đó. Ví dụ ở đây chúng ta đặt là BKE80 test 2. Trong cái khối backend BKE80 test 2 này thì chúng ta định nghĩa ra ba cái server. Server 1, server 2, server 3. Để định nghĩa ra một server thì bắt đầu bằng từ khóa server. Sau đó là chúng ta đặt một tên server. Thì ở đây chúng ta đặt tên là server 1, server 2, server 3. Sau đó là tới cái địa chỉ IP và cổng cần xử lý của cái server đó. Thì ở đây chúng ta gắn những cái tên miền tương ứng hoặc là địa chỉ IP cũng được. Cái từ khóa check cho vào sau cái server này là yêu cầu
HAProxy liên tục gửi những gói tin đến những cái địa chỉ IP này để kiểm tra xem là server đấy đang có sống hay không. Tiếp theo là trong khối backend cần chỉ ra cái thuật toán cân bằng tải. Thì để chỉ ra thuật toán cân bằng tải, sử dụng từ khóa parallel và theo sau đó là tên của thuật toán. Ví dụ ở đây sẽ sử dụng thuật toán là round robin. Trong HAProxy thì nó cung cấp một số những cái thuật toán cân bằng tải. Về thuật toán cân bằng tải thì nếu chúng ta sử dụng thuật toán round robin thì cái khối backend đấy nó xử lý các yêu cầu gửi đến là sẽ lần lượt cho từng cái server. Khi sử dụng thuật toán listcon, tức là listcollect là kết nối ít nhất, thì trong những cái server của khối thì nó kiểm tra xem server nào đang ít kết nối nhất, yêu cầu sẽ được chuyển đến cho server đấy xử lý. Thế thuật toán thứ ba chúng ta có thể sử dụng đấy là SOAR. Cái thuật toán này thì là nó quyết định là server nào xử lý yêu cầu, là căn cứ vào cái địa chỉ IP, căn cứ vào cái địa chỉ IP mà client gửi đến. Nếu lần trước client gửi đến là do server 1 xử lý thì truy vấn tiếp theo thì vẫn do server 1 xử lý. Tiếp theo là chúng ta có thể cho thêm hai cái option. Option thứ nhất là HTTP Cloud. Và thứ hai là Option forward for. Chúng ta định nghĩa cái khối backend tiếp theo B80 test 1. BK80 test 1 này nó chỉ có một cái server có địa chỉ từ tên miền yahoo.com. BK80 test 1 này thì cũng sử dụng cái thuật toán cân bằng tải Round Robin, và trong đó nó chỉ có định nghĩa một cái server và địa chỉ IP sử dụng từ cái tên miền yahoo.com cộng 80, và cũng thiết lập cho HAProxy liên tục kiểm tra cái server này sống hay không. PK443 khối backend này có một cái server với địa chỉ IP đến từ tên miền wikipedia.org. Chúng ta tạo ra khối backend này là để chuyển hướng những cái kết nối HTTPS tới cái backend này. Do xử lý cái yêu cầu HTTPS SSL, do đó chúng ta sử dụng cái mode là TCP, sử dụng thuật toán cân bằng tải là SOAR. Sau đó xử lý HTTPS SSL, do đó chúng ta có thiết lập cái option với tên là SSL Hello CHK Check. Trong cái khối này chỉ có định nghĩa một server tên là server 1 với IP đến từ địa Wikipedia. Như vậy là chúng ta đã định nghĩa ra ba cái khối backend. Bây giờ đến bước là định nghĩa các khối frontend. Những cái khối này sẽ quyết định là chuyển hướng các yêu cầu đến những khối backend nào. Thì đầu tiên là chúng ta định nghĩa cái khối frontend có tên là TTP in, nó chuyên xử lý các yêu cầu gửi tới cổng 80. Nội dung của cái khối này như sau. Để định nghĩa ra một cái khối frontend thì chúng ta sử dụng keyword là frontend, theo sau là tên của cái khối đó. Tên này do chúng ta đặt, ở đây chúng ta đặt là HTTP in. Cái khối frontend này sẽ chặn những yêu cầu gửi tới cổng 80, do đó chúng ta thêm là py style 2.80. Tiếp theo là chúng ta viết các ACN, tức là Access Consolidate, đấy là những cái yêu cầu kiểm tra. Thì chúng ta viết ACR bằng cách như sau. Để viết một Access Control ACR thì bắt đầu bằng từ khóa là ACR. Sau đó là tên của Access Control này. Cuối cùng là cái biểu thức để kiểm tra. Thì ở đây đầu tiên là chúng ta tạo ra một ACR có tên là Hot Check On. Điều kiện của nó là nó kiểm tra cái URI gửi đến. Thì trong HAProxy có cái hàm là HDR DOM hot gửi đến để trả về cái chuỗi chính là cái URI gửi đến. Tham số trừ y là để kiểm tra nó phù hợp với cái chuỗi viết đằng sau. Thì ở đây chúng ta sẽ kiểm tra cái URI gửi đến. Nếu tên miền truy vấn đến là testhaproxy1.com thì ACLI có tên là hot test 1 là có giá trị là true, còn ngược lại thì là giá trị false.
Hot Test AI là bằng là nếu cái truy vấn gửi đến là đến từ tên miền test.haproxy2.com. Như vậy là chúng ta đã có hai cái asset control list. Từ những ACR này thì chúng ta sẽ quyết định chuyển hướng những yêu cầu đến khối backend nào. Sẽ cho HAProxy biết là sẽ sử dụng khối backend có tên là PKE80Test1. Nếu cái ACRI Test1 là true, tức là truy vấn đến từ tên miền test.haproxy thì sẽ sử dụng khối backend có tên là PKE80Test1. Thì chúng ta viết là bắt đầu bằng từ khóa use gạch dưới backend, khối backend mà nó sử dụng và cái điều kiện để sử dụng cái khối backend đó. Tiếp theo là định nghĩa khối frontend có tên là HTTPS in để xử lý các yêu cầu gửi đến cổng 443, tức là xử lý các giao thức HTTPS. Cái khối frontend HTTPS in này thì tương tự như cái trường hợp HTTP in thì nó chặn lại các yêu cầu mà gửi đến cổng 443, tức là các giao thức HTTPS. Do sử dụng cái giao thức HTTPS thì chúng ta bật cái chế độ TCP lên và ở trong đó chúng ta đưa một số cái option như trên. Ở trong cái khối này cũng có định nghĩa ra các ACRI, ở đây là ACRI1, ACRI2. Thì để kiểm tra tên miền gửi đến thông qua cái giao thức HTTPS thì chúng ta lại sử dụng cái cú pháp như này để chúng ta kiểm tra. ACRI1 bằng true nếu yêu cầu gửi đến từ cái domain, từ cái tên miền cái test.haproxy1. Nếu cái điều kiện ACRI1 là true hoặc ACR2 là bằng true, nghĩa là đến từ tên miền test.haproxy1 hoặc test.haproxy2.com thì đều chuyển hướng đến PKE443. Ngoài ra trong cái file config nó cũng có thiết lập những cái cấu hình chung. Thì những cái này chúng ta cứ để mặc định như trên. Và khối default thì chúng ta cũng tạm thời thì chúng ta cứ để cái cấu hình gợi ý. Tạm thời chúng ta sẽ cứ để cái các thiết lập gợi ý như trên. Trong đó chúng ta ở đây chúng ta chỉ chú ý là có cái mục Start Enable là cho phép truy cập thống kê HAProxy. Và địa chỉ để truy cập HAProxy thì cái này là do chúng ta đặt. Và có thiết lập User và Password để truy cập cái trang này. Như vậy là toàn bộ cái file cấu hình của HAProxy config thì chúng ta đã soạn thảo xong. Bây giờ chúng ta sẽ chạy một controller HAProxy có sử dụng file config này. Docker run ánh xạ file config trừ file config của chúng ta đang ở trong cái thư mục mycost.haproxy-config 2. Ánh xạ vào file config trong controller. Thì file config của haproxy nó nằm ở cái đường dẫn user local etc haproxy-config. Ta lấy cái đường dẫn này. Tiếp theo là ánh xạ cổng trừ B. Chúng ta sẽ ánh xạ cổng 8080 của máy hot vào cổng 80 của haproxy trừ P ánh xạ cổng 443 vào cổng 443. Cuối cùng là cái inbit haproxy phiên bản latest. Như vậy là haproxy của chúng ta đang chạy với cái file cấu hình mà chúng ta vừa mới thiết lập. Thì đầu tiên là chúng ta thử vào cái vào thống kê của nó. Như vậy là HAProxy đang hoạt động và chúng ta truy cập vào trang thống kê của nó thì nó yêu cầu nhập password. Thì lúc nãy chúng ta đã thiết lập password cho cái trang thống kê này là user admin password admin 123. Nó đã cho chúng ta thông tin về tình trạng của HAProxy. Thì trong đó nó có liệt kê ra những cái khối mà chúng ta đã thiết lập đây. Ví dụ như khối HTTPS in, khối HTTP in là khối frontend, rồi là các khối backend.
Thứ nhất là nó xử lý những yêu cầu gửi đến cổng 443 hoặc là cổng 80. Đấy, và chỉ xử lý với những cái truy vấn có tên miền test HA PROXY1 hoặc là test HA PROXY2. Bây giờ chúng ta có thể tạo ra một cái tên miền ảo trỏ vào HA PROXY để kiểm tra. Chúng ta có thể vào chúng ta thay đổi lại cái file host ở trong Mac hoặc là trong Linux, thì cái file host đó nó nằm ở cái đường dẫn là etc host. Chúng ta có thể vào chúng ta sẽ gán một cái tên miền ảo của chúng ta vào. Ví dụ như ở trong Mac thì là, như ở trong Mac và trong Linux thì là biên tập cái file etc host. Ở trong Windows thì chúng ta chỉnh nó ở cái đường dẫn. System 32 driver etc host. Ở trong file host này thì chúng ta thêm vào hai cái tên miền ảo chọn tới cái máy host của chúng ta. Đây là test HAPROXY1 và test HAPROXY2. Rồi. testhaproxy1.com. Hai tên miền này đều chọn tới cái địa chỉ IP của máy host là 127.0.0.1. Bây giờ chúng ta dùng tên miền này để chúng ta truy cập để kiểm tra xem HAPROXY nó hoạt động như nào. testhaproxy1 cộng 8080 thì chúng ta xem là quy luật hoạt động của nó là như thế nào. Nếu mà truy cập vào cổng 80 tức là đi qua frontend HTTP và tên miền là testhaproxy1 thì nó sẽ chuyển cái yêu cầu đó tới cái backend là bk80 test là tương ứng là yahoo.com. Chúng ta thử kiểm tra xem. Như vậy là HAPROXY của chúng ta đã chuyển chuyển yêu cầu của chúng ta tới máy chủ có địa chỉ IP là từ yahoo.com. Với HAPROXY2 thì nó sẽ chuyển hướng tới cái backend là PKE80 test2. Trong cái backend này nó có 3 server và thuật toán cân bằng tải là Round Robin, tức là truy cập server này, truy cập lần thứ hai thì đến server 2, rồi thứ ba server 3 và cứ quay vòng như vậy. Như vậy là chúng ta lần đầu truy cập tới cái địa chỉ này thì nó sẽ do cái server Wikipedia này xử lý, truy cập lần thứ hai thì Bing xử lý và truy cập thứ ba là Google xử lý. Chúng ta thử xem. Lần thứ nhất truy cập là tới Wikipedia. Lần thứ hai truy cập là nó đã do cái máy chủ của Bing xử lý. Tương tự như thế, nếu mà chúng ta truy cập bằng giao thức HTTPS tức là thông qua cổng 443 thì cả hai tên miền này đều được chuyển hướng về BK443 tức là Wikipedia xử lý. Ta thử xem, ta chuyển nó truy cập bằng cái giao thức HTTPS. Đấy, nó đã chuyển tới Wikipedia. Như vậy là chúng ta vừa thực hiện một cái ví dụ là thiết lập HAPROXY chạy và khi chạy thì nó chuyển hướng đến những cái server xử lý yêu cầu.